Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại phường Thành Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một căn biệt thự siêu đẹp, có diện tích rất là lớn. Căn biệt thự nằm ở đường Tiếp 48, mặt tiền kinh, phường Thành Xuân, quận 12. Căn biệt thự của chúng ta có diện tích chiều ngang là 16m và chiều sâu là 56m. Tổng diện tích là 884m, toàn bộ là đất ở đô thị. Diện tích sàn xây dựng là 210m2 và tổng diện tích sàn là 462m2. Hướng chính của căn biệt thự là hướng đông, rất thuận tiện để quý anh chị hứng nắng sáng rất là tốt. Phía trước căn biệt thự chúng ta có một khoảng sân rất là rộng, thuận tiện để quý anh chị làm tiệc BBQ và có thể đậu được 8 đến 10 chiếc xe ô tô. Và được chủ chào bán với giá là 30 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nó sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị thiện chí. 900m2 đất nhưng giá chỉ có 30 tỷ. Tính ra mỗi mét vuông đất thổ cư chỉ có giá khoảng hơn 33 triệu một mét vuông, một mức giá khá là mềm. Đường trước căn biệt thự là đường nhựa, có chiều ngang là 10m, hai xe tải né nhau và một con sông nhỏ rất là mát mẻ. Từ vị trí căn nhà, chúng ta đi khoảng 120m là tới trục đường chính Hà Quy Giáp, khúc ngay ngã ba cầu Phú Long. Và từ vị trí căn biệt thự, chúng ta đi khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp, sân bay Tân Sơn Nhất. Và đi thêm khoảng 5 đến 10 phút là chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong bán kính 2km, chúng ta có trường cao đẳng điện lực, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ Thịnh Xuân, chợ đường, siêu thị Bách Hóa Xanh. Ở vị trí góc nhìn trên cao, chúng ta thấy căn biệt thự của chúng ta rất là nhiều cửa sổ và rất là nhiều mảng xanh, tạo cho một không khí rất là mát mẻ cho căn biệt thự. Phía bên trong căn biệt thự được chủ nhà trồng rất là nhiều cây xanh, rất là mát mẻ. Phía trước chúng ta có một khoảng sân rất là rộng. Một căn biệt thự rất là đẹp với mức giá là 30 tỷ. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn biệt thự, có thể liên hệ với em theo số điện thoại góc màn hình. Sau đó chúng ta sẽ tới xem trực tiếp căn biệt thự và gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Một khu vườn với đầy ắp mảng cây xanh và rất là nhiều hoa lan. Chúng ta có thể nghỉ dưỡng tại căn nhà của chúng ta mà không cần phải đi đâu xa. Một căn biệt thự rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Một căn biệt thự rất là nhiều cây ăn trái và hoa lan rất là nhiều. Đây là cây mận lý, chủ nhà mua từ miền Trung vận chuyển vào. Bông rất là đẹp, trái thì chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Phía trước chúng ta cũng có một vàng thanh long. Chú cũng nói mới vừa thu hoạch trái xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến về phía sau để tham quan phía sau nó như thế nào. Phía sau cũng rất là nhiều cây ăn trái, cây cảnh và hoa lan. Phúc xin nhắc lại, căn biệt thự của chúng ta có chiều ngang là 16m, chiều sâu là 56m, tổng diện tích là 884m2, toàn bộ là đất thổ cư và được chủ gửi bán với giá là 30 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí. Phía sau nhà chúng ta có một cái hồ cá và một cái nhà mát dùng làm nơi nghỉ ngơi, ngủ trưa vào buổi trưa, hoặc là chúng ta có thể tổ chức ăn uống, làm tiệc BBQ vào dịp cuối tuần. Căn biệt thự của chúng ta rất là rộng và chủ nhà trồng rất là nhiều hoa lan. Chủ nói khi bán biệt thự sẽ tặng lại toàn bộ hoa lan cho quý anh chị vì chủ sang định cư bên Mỹ. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn biệt thự thì có thể liên hệ với em với số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn biệt thự và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Vị trí căn biệt thự là nằm ở đường nhánh của đường Hà Quy Giáp, khúc cầu Phú Long mới. Và hiện tại bên Phúc cũng còn rất là nhiều nhà, đất và biệt thự nằm ở quận 12. Nếu quý anh chị muốn mua nhà, đất hoặc là biệt thự hoặc là muốn bán nhà hoặc đất thì cứ gọi cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình. Phúc sẽ tới tư vấn và giới thiệu cho quý anh chị mua được những lô đất mà mình ưng ý nhất. Hiện tại thì Phúc không có vào bên trong để quay cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị thiện chí muốn mua căn biệt thự thì cứ điện thoại cho Phúc
Sau đó chúng ta sẽ lên xem trực tiếp nội thất bên trong căn biệt thự. Bên trong có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng karaoke. Và một cái tum ở phía trên, rất là rộng. Video review căn biệt thự 900m² có giá 30 tỷ của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.